Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Game Tổng hợp của mình nhé. Các bạn thấy ở trên màn hình của chúng ta đây là một để mình sẽ chơi cận cảnh các bạn coi nhé. Đó, thấy chưa? Đây là một máy xúc cần cẩu khá tuyệt và bên trên cái móc của nó, cái cần đấy các mọi người, nó có một cái gọi là cái móc, nhưng mà người ta chỉ gắn thôi, mình chỉ gắn thêm cái gắn thêm cái cắt cây lại thôi. Và bây giờ máy xúc cần cẩu sẽ di chuyển lên khu vực cắt cây như mọi người nhé. Cái game này thì nó khá là dài nên có thể là mình sẽ dùng đến khoảng làm đến khoảng 2 đến 3 phần. Đây chúng ta đã đến đây rồi. Đó, đây là ngôi nhà mà chúng ta cần phải xử lý này. Ui xuống dốc kinh quá. Cái này nếu mà thường thì cái bản này mà có một tí khoảng là tí nhạc lền thôi nó khá là hay ấy. Nhưng mà không hiểu sao nó lại không có nhạc lền mọi người ạ. À, đây là chúng ta có bản đồ đây nhá. Thấy chưa? Bản đồ chưa? Rồi trèo lên. Đường vào đâu? Lùi đi em ơi, lùi 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 lùi. Ủa? Kiệt à, các bạn thấy không? Đây là một trong những máy xúc đa năng chuyên ra sử dụng trong môi trường đường rừng vì nó có thể khả năng cắt cây và khả năng làm việc đa năng, cho nên nó sẽ được xếp vào những cái gọi là dạng máy móc đặc biệt. Cái này nó cũng giống như ngoài đời nữa người này, nhưng mà ở Việt Nam thì mình chưa thấy, nhưng còn ở ví dụ ở thế nước ngoài ấy, mình xem trên mấy cái clip thì khá là nhiều những cái máy như thế này, nó xử lý cắt cây khá là nhanh. Vâng, chúng ta đã được khoảng 40 vàng, đồng tiền vàng. Cái này mà có nhạc, vừa rồi mình nói là cái này có nhạc lền thì khá là hay. Nhưng mà rất tiếc lại không có. Đây rồi mình sẽ vào đây cắt. Nhưng là cái này có vẻ khó đấy mọi người ạ. Không lên được. Cái này mà nó không như những cái game kia mình đã chơi rồi á, nó có một cái gọi là camera trước. Camera trước thì nó sẽ chiếu thẳng vào cái gầu luôn, thì mình sẽ đưa cái gầu vào một cách nó hiệu quả hơn, dễ dàng hơn, nó đỡ phải mất công. Nhưng cái này thì không có, đây là nó chỉ quay như thế này thôi. Và bây giờ thì mình cần phải làm sao đưa cái gầu này vào trong cái cây kia kìa, cái màu xanh ấy mọi người ạ. Nhưng có vẻ khá là khó khăn đấy. Đường dốc quá mà. Thôi đi cắt cái khác này. À đây. Không được, không được. Bánh xoay rồi. Bánh xoay lắm. Mình sẽ đi ra cắt cái khác. Cái này nó không có thời gian nên là chơi nó cũng đỡ đỡ bị. Ui, đây là khá nhiều cây này. Rồi, ok. Không làm được à? Đó. Nó phải bắt vào cây luôn chứ. Kiểu này là khó nhỉ. Mình sẽ làm lại thử cần lần nữa nhé. Kiểu này có vẻ như khá khó đấy. Lại bị kẹt này nữa trời ơi. Không ổn rồi. Đã thế xe bị kẹt, có mẹ game này nó đang bị lỗi thì phải. Kẹt 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 rồi. À đây 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 đây. Đúng rồi. Chút nữa ví dụ đến thì mình mới sử dụng cái đấy được. Tớ nhầm, xin lỗi mọi người nhá. Xin lỗi anh viết phần mềm game nhá. Mình chưa có gọi là chưa cái chức năng chưa sử dụng hết nên thành ra chưa biết được. Rồi đây rồi rồi mình sẽ lên khu vực này. Sao nó chậm thế? Đổ, cắt luôn.
khá là khó điều khiển. Rồi ok, chúng ta đã cắt được một cây rồi. Lùi lại tiếp này em. Giờ sẽ di chuyển đi đâu đây? Mình sẽ di chuyển vào khu vực đây này. Đặt lên chỗ nào? Vớt ở đây luôn hề. Ok, được 45 đồng tiền vàng. À, cắt một cây là ok rồi mọi người. Mình cứ tưởng là tầm cắt được khoảng, cắt nhiều không? Và bây giờ thì anh đầu kéo này sẽ... Ui dồi ôi, cái này nó đáng nghĩa ra... Trời ơi, bị cái khúc gỗ nó lăn xuống nên thành ra là chúng ta bị ngay cái resort lại. Có nghĩa là chúng ta phải chơi lại nên là cần phải đi cẩn thận. Nếu mà trên mình là người viết phần mềm cái game này thì mình sẽ tạo một cái khung để cho gỗ nó đỡ chạy chạy xuống mọi người ạ. Đấy là một cách để mà chúng ta hoàn thiện. Các bạn thấy đường rừng rất là khó đi. Và ở đây thì những công ty khai thác gỗ chuyên nghiệp có những cái cỗ máy và những loại xe đặc chủng để khai thác gỗ một cách hiệu quả nhất. Và chúng ta đang, anh xe kéo này đang lên dốc một cách rất là cực nhọc vì cái con dốc khá là cao. Rồi chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực được khu vực xếp hàng. Và các bạn xem video của mình, hãy cho mình một like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mọi người chia sẻ và đăng ký và luôn luôn ủng hộ mình để mình có động lực ra những tí nữa thì cái cây gỗ kia nó bị rơi xuống, để mình có động lực để làm những video tuyệt vời hơn nữa để cho mọi người cùng thưởng thức nhé. À, mọi người cũng lên tải cái này về chơi để nhiều khi ví dụ chúng ta có công việc mệt mỏi trong công việc thì chúng ta sẽ tải cái này về chơi một lúc, cảm giác là đầu óc nó thoải mái lắm. Và đây cũng là một cái game để mà chúng ta giống như là vừa thử thách khéo tay, vừa giống kiểu là nó cũng giống như ở ngoài đời thôi, nó kiểu theo vừa khéo thêm một phần nữa là giống là kiểu là tập trung vào công việc đấy. Đây các bạn này. Ui dồi ôi, để mình xem nào. Ở đây khá là nhiều loại xe này. Đó. Và trời thì đang mưa mọi người nhé. Cái này mà nó, người ta thêm một ít hiệu ứng trời mưa hoặc là một ít tiếng nhạc của tiếng động cơ của máy thì khá là hay. Nhưng rất tiếc thì chúng ta lại không có điều đó. Nhưng không sao, không có điều đó thì chúng ta chơi âm thầm như này cũng được. Nhưng mà nó mất sống động của cái game đi. Mọi người hiểu ý mình nói không? Và vâng, anh xe cẩu, con này cẩu chắc khoảng 100 tấn, chạy khá là nhanh trên đường mưa lầy lội như này, đường sỏi đá như này thì anh chạy khá là chuẩn. Trời thì một ngày một mưa to và đường thì cực kỳ khó đi. Ở đây là đường rừng mọi người, đường đi gọi là mình phải mở đường để mà đi đấy. Ở đây là chúng ta có móc luôn này, đó thấy chưa, cái này móc để kéo. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái cầu nhé. Cầu này. Cầu hay sông đó. Cầu. Cái này nó không cho mình chọn vô lăng thì vậy. Đây là hai cái trục cầu mà mình đang bấm này. Là cái cầu, trục cầu để mà ví dụ có chở lặng quá thì chúng ta ấn vào đó. Để một có cầu bới, một cầu đẩy. Và hai cầu đó mà khi chúng ta chở hàng thì cần thiết lắm ấy. Tại vì sao? Nó được trợ lực từ hai chuyển động từ hai bánh trước và sau, một bới và một đẩy. Đây giống kiểu là chúng ta đang di chuyển vào khu vực buôn gỗ lậu thì phải. Để mình nhòm bản đồ thử nào. Chúng ta đi xa rồi, quá xa rồi. Cái chấm đỏ kia mới là đến lúc cái điểm chúng ta cần đến. Nhưng mà không thể nào bò được lên cái rừng này. Chúng ta bị đi lạc đường rồi. Anh này anh mới vào, anh chạy xe. Úi dồi ôi, đường nó trơn các bạn thấy không? Anh này mới vào trong rừng để chạy xe nằm thuê nên chạy bị lạc đường, không nhìn định vị. Vâng, anh vẫn di chuyển một cách nhanh chóng đến khu vực 16m50 để chặt gỗ.
Đây quả thực là một game khá hiệu quả và khá tuyệt vời khi chúng ta nhập vai. Không khác gì chúng ta là một trong những người khai thác gỗ mọi người nhé. Cảm giác khá là tuyệt đấy. Thế nào cái điểm này vắt ngang qua rừng kia, ở đây là gì, có lối đi nhỉ? Hơi căng rồi đấy. Ui dồi, trèo lên đứng khó quá nhỉ. Đây đây đây, cái lối này đây. Vừa mình không có để ý nên mình lại đi thẳng sang bên kia. Rồi trèo lên em yêu. Đây là đường mòn khai thác gỗ, và đây là khai thác gỗ lậu. Trước mình xem mấy cái video mà có những game khá là đẹp, 3D, ảnh 3D đẹp lắm, mình rất là mê cái game đó, nhưng mà không biết cái game đó để mà tải về. Và cái đấy hình như là chơi trên máy tính và có thể là kết hợp với cả cái vô lăng và bàn đạp ga y như thật á, nó có cảm giác như kiểu là chúng ta đang lái xe thật sự luôn. Mình rất mê game đó nhưng thực chứ không thể tìm được, và nói chung là không có điều kiện để mua mua cái những cái vật dụng đó. Thì đam mê vẫn chỉ là đam mê mà thôi. Rồi tiếp tục, em đi đúng đường chưa? Rồi chúng ta có vẻ ra đây là cậu gỗ hay làm gì đây mà đi xa quá trời luôn này. Như vừa rồi mình nói với các bạn là nếu mà thực ra mà game này có một tí gọi là nhạc nền nữa thì khá là hay. Ui được, các bạn thấy đường trơn lắm. Ôi, tí nữa thì xuống vực mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy khai thác gỗ không phải là một công việc nhẹ nhàng đâu. Khá là mệt và khá là căng mắt ra để mình nhìn nhìn cái cung đường. Nó mang tính chất là phải kiên trì đấy. Rồi mình nhìn thấy cái bến đỗ kia rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cái ông kia bị ấy rồi. Ông kia chắc bị sa lầy rồi, đây là xe kéo nhé. Xem cái máy gì đây, sa lầy đây. Ui ông đầu bò à, ông này hình như là ông sẽ lưu ông vào đây ông làm đường ra. Cua lại rồi. Ồ, điên. Chúng sẽ lưu vào làm đường thế nhỉ? Ôi trời ơi, ghép đôi khó quá. Căn bản là cái đường này nó khó mọi người, nó khó nữa. Thành ra là khi chúng ta cần ghép đôi. Ồ, kiệt rồi. Ok, đi. Hãy dùng câu này đi. Không được à. Khỏe lắm. Làm sao để móc đây, móc này à, rồi ok đi, không phải đi mà bây giờ quan trọng là chúng ta phải nhìn được đằng sau này, chúng ta phải nhìn được đằng sau thì mới mới cậu được. Đây mình thử nhé, mình thử lại. Khá khó đấy. Không không nhìn về đằng sau được à? Không thể. Ủa cái xe đẹp thật. Đúng là xe lưu à, không phải. Không phải xe lưu đâu. Đây nha. Nhưng bản này bị lỗi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ ra fix lại cái camera này. Và bây giờ thì mình cũng đã xin phép, mình xin phép dừng video ở đây nhé. Các bạn đón xem video tiếp theo của camera tổng hợp vào
những ngày trong tuần, sáng, trưa, chiều, tối. Sáng buổi sáng là 8:30 và buổi tối là 19:30 nhé mọi người nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ Gamet tổng hợp. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.